Sau đây tôi xin giới thiệu tôi xin trình bày qua phần thi của mình. Rất là vinh dự là hôm nay là người đầu tiên đứng lên thi. Thì phần thi hôm nay là tôi sẽ thuyết trình ba dự án. Đầu tiên là dự án Hà Nội Hôm Lem, sau đó là đến dự án Tubi City Park Phúc Lợi, và thứ ba là dự án Premium Believer. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu về dự án Hà Nội Hôm Lem. Thì nội dung trình bày hôm nay tôi sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là quy hoạch vùng, tiềm năng phát triển khu vực quận Long Biên. Phần thứ hai là giới thiệu dự án Hà Nội Hôm Lem, và phần thứ ba là những lý do nhất định để lựa chọn dự án Hà Nội Hôm Lem. Đầu tiên thì khái quát chung về quận Long Biên. Long Biên là một trong những quận dẫn đầu thủ đô. Long Biên là quận cửa ngõ phía đông bắc thủ đô, tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách dẫn đầu thành phố Hà Nội. Long Biên là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, là quận có diện tích lớn nhất thủ đô, tổng diện tích là 6.038,24 ha. Về vị trí địa lý là phía đông và nam thì giáp huyện Gia Lâm, phía tây giáp các huyện Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, phía tây nam là giáp quận Hoàng Mai, ranh giới là sông Hồng, phía bắc là giáp huyện Đông Anh, ranh giới là sông Đuống. Về lợi thế hạ tầng giao thông thì là các cây cầu đã hiện hữu, đầu tiên là cầu Đông Trù, thứ hai là cầu Long Biên, thứ ba là cầu Trương Dương và thứ tư là cây cầu Vĩnh Tuy. Các tuyến đường lớn đã hiện hữu là có đường Nguyễn Văn Cử, đường Ngô Gia Tự và đường Nguyễn Văn Linh và gọi là đường 5, và đường Trường Sa là đường 5 kéo dài. Về lợi thế hạ tầng xã hội thì là các khu thương mại dịch vụ đang hiện hữu, đầu tiên là Aeon Mall, thứ hai là Savico Mega Mall, thứ ba là Mỹ Bách Long Biên và thứ tư là Vincom Long Biên. Các bệnh viện thì cũng có là bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện Tâm Anh và bệnh viện Vinmec. Trường học là trường học các trung học quốc tế là trường Vinschool, Wellspring và trường BIS. Trường công lập thì có trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và trường trung học cơ sở Ái Mộ, trường trung học cơ sở Ngọc Luân. Các khu đô thị đang hiện hữu ở khu vực Long Biên là gồm có khu đô thị Vinhome Riverside, khu đô thị mới Việt Hưng, khu đô thị Thạch Bàn và khu đô thị sinh thái Eco Park, khu đô thị mới Sài Đồng, khu đô thị Đặng Xá. Về quy hoạch hạ tầng giao thông thì từ năm 2016 cho đến 2030, Hà Nội xây mới 4 cây cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống, dẫn đến là bất động sản Long Biên thuộc một trong 4 vùng được quy hoạch và hưởng lợi trực tiếp. Quy hoạch xây dựng cây cầu Tứ Liên nối Đông Anh với trung tâm thành phố, đường dẫn cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Tổng vốn đầu tư dự án này là 17.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Thứ hai là quy hoạch xây dựng cầu Trần Hưng Đạo qua sông Đuống nối quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm, tổng mức đầu tư là 7.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Thứ ba là quy hoạch xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu nối từ Vĩnh Tuy vành đai 2 đến tiếp giáp Ninh Hiệp, Bắc Ninh, chiều dài đầu tư là 5,4 km, tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2021. Thứ tư là quy hoạch xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dự kiến là thời gian là từ năm 2016 cho đến 2020. Tổng mức đầu tư là gần 2.500 tỷ đồng, chiều dài cây cầu khoảng 3.504 m, bề rộng là 19,2 m. Quy hoạch xây dựng cầu Đuống Hang dài 0,5 km và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh dài 4,2 km, tổng mức đầu tư là 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Tăng cường kết nối với các tỉnh phía Bắc là Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn. Về quy hoạch hạ tầng xã hội thì nói đến trung tâm hỗ trợ trẻ lái quốc gia, khởi công vào ngày 8 tháng 10 năm 2016 bởi tập đoàn Vingroup, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2018. Tổng diện tích đất là hơn 90 ha, được coi là trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia với quy mô hứa hẹn lớn nhất Đông Nam Á và lớn nhất châu Á, là nơi tổ chức những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa đẳng cấp mang tầm quốc tế. Thứ hai là công viên công nghệ phần mềm, dự kiến thời gian xây dựng là năm 2016 và hoàn thành vào năm 2022. Do công ty Hainan làm chủ đầu tư xây dựng tại phường Phúc Lợi, Long Biên, quy mô dự kiến là 43,45 ha với vốn đầu tư dự kiến là 12.000 tỷ đồng. Thứ ba là quy hoạch dự án công viên chính quy, thời gian là khởi công là năm 2016 và hoàn thành vào năm 2018. Thì quy mô khoảng là 190 ha, nằm tại Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, được tập đoàn Sun Group đóng cổ vào tháng 9 năm 2016. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.600 tỷ đồng theo quy mô Universal Studio Disneyland nổi tiếng toàn cầu. Đây là một trong năm công viên đặc
chuẩn khu vực và quốc tế. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong vòng 18 tháng sẽ được đưa vào phục vụ năm 2018. Thứ tư là sân golf Vinpearl, quy mô là 293,88 ha, gồm hai khu. Khu 1 là quy mô là 87,5 ha, thuộc địa bàn các phường Phúc Lợi, Giang Biên, quận Long Biên. Khu 2 là 140,99 ha, thuộc địa bàn các xã Dương Hà, Phù Đồng và huyện Gia Lâm. Long Biên được coi là trung tâm hành chính mới. Khu vực Bắc sông Hồng được định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính, thương mại, giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển đô thị hiện đại. Tại đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn cho đến năm 2050. Dẫn đến là tiềm năng phát triển khu vực xoay quanh nút giao thông trục đường Nguyễn Văn Cừ, đường 5 và đường 5 kéo dài. Thị trường bất động sản khu vực Long Biên thì là khu vực này chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng từ 2 đến 3 km. Hạ tầng giao thông và tiện ích dịch vụ đang phát triển nhanh chóng. Nút giao thông trục đường Nguyễn Văn Cừ, đường 5 và đường 5 kéo dài là những lợi thế hiếm hoi, đưa bất động sản Long Biên ngày càng lên ngôi. Cùng với việc thông xe cầu Vĩnh Tuy, tuyến đường này kết hợp với quốc lộ 5A, 5B, 1A, 1B, đường vành đai 3 tạo ra tuyến giao thông thông suốt giữa hai bờ sông Hồng. Các dự án bất động sản đang trên đà sôi động trở lại, nhiều dự án khu vực Long Biên đã và đang được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giá bán vì thế cũng không hề giảm mà tăng nhẹ. Không chỉ đất thổ cư, đất dự án tại khu vực này cũng đang hút khách ở hầu hết các phân khúc từ đầu năm 2018. Giá giao dịch cũng đang có xu hướng tăng lên, dao động khoảng từ 5 đến 10% so với giá cũ. Đây là thị trường bất động sản của khu vực Long Biên. Còn về thông tin của chủ đầu tư thì chủ đầu tư ở dự án Hà Nội Công Đen là công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Thủ Đô. Tên giao dịch là Hải Phát Thủ Đô Investment Joint Stock Company. Địa chỉ là ở tầng 2 tòa CT2 tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Prime, tố hữu Hà Đông, Hà Nội. Đăng ký kinh doanh số 01068-14873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 4 năm 2015. Được đăng ký thay đổi lần 2 vào ngày 4 tháng 9 năm 2015. Đây là một chủ đầu tư vô cùng uy tín trên thị trường bất động sản hiện tại. Trên thị trường bất động sản của Việt Nam hiện tại là các dự án đã triển khai là đầu tiên là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp The Prime ở Hà Đông, Roman Plaza, khu đô thị mới Phú Lương, dự án nhà phố thương mại 24 giờ Văn Thúc Hà Đông, dự án chung cư HPC Landmark 105 Văn Khê Hà Đông và chung cư V3 Prime Vesta Hà Đông. Đây là các dự án mà chủ đầu tư đã và đang triển khai. Hầu hết là dự án cái chủ đầu tư Hải Phát này là một ông trùm bất động sản ở bên khu vực bên phía Hà Đông. Và bây giờ đang tiến tới là sang bên thị trường Long Biên. Sau đây tôi xin giới thiệu về dự án Hà Nội Không Đen. Thông tin của dự án thì tên dự án là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Hà Nội Không Đen. Vị trí của dự án đang nằm ở lô đất 023 đường 5 kéo dài, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Loại và cấp công trình là công trình dân dụng cấp 1 nhóm A. Diện tích ô đất ở đây tổng diện tích là 17.101 m², diện tích xây dựng là 6.756 m², tổng diện tích sàn xây dựng là 143.871 m². Quy mô dự án là gồm có 2 tòa tháp CT1 và CT2, bao gồm 4 đơn nguyên. Về cái tổng quát xây dựng là ở dưới là xây dựng có 2 tầng hầm, cộng 18 tầng nổi, cộng tung thang. Tầng 1 là thương mại dịch vụ, từ tầng 2 đến tầng 18 là nhà ở. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Thủ Đô. Đơn vị tư vấn thiết kế là công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Ecomex ICC. Đơn vị thi công là công ty xây dựng Samco, công ty xây lắp Hải Phát. Đơn vị tư vấn giám sát là công ty Belcom. Bảo lãnh bởi ngân hàng Bảo Việt, thời gian khởi công là tháng 10 năm 2017 và thời gian dự kiến bàn giao là quý 3 năm 2019. Đây là các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Diện tích ô đất là 17.101 m², diện tích xây dựng là 6.756 m², diện tích cây xanh thể thao là 2.900 m², diện tích giao thông nội bộ là 7.369 m², tổng diện tích sàn là 143.871 m², mật độ xây dựng ở đây là 39,95%, số tầng cao là 18 tầng, chiều cao công trình là 69,1 m, dân số ở đây là dự kiến là 1.621 người, tổng diện tích sàn tầng hầm là 25.060 m²,
Tầng hầm ở dưới là có hai hầm, tầng 1 là thương mại dịch vụ, từ tầng 2 đến tầng 18 là 1.224 căn hộ chung cư. Về vị trí của dự án thì đây là được coi là vị trí vàng Hà Nội, hôm nay ở phía đông thủ đô quả là tại ô đất là 023 phường Thuận Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, đối diện với Ủy ban Nhân dân phường Thuận Thanh và chợ Thuận Cát, nằm tại nút giao thông cầu chui, trị giá lớn nhất trung tâm quận Long Biên. Dẫn đến là đây là nơi liên kết cửa ngõ phía bắc thủ đô kết nối với quốc lộ 5, đường 5 kéo dài, thuận tiện đi lại các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, đi Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn và đi sân bay Nội Bài. Và tạo nên trung tâm kết nối thuận tiện với các trục đường giao thông, trường học và các khu đô thị. Trung tâm thương mại sầm uất hội tụ đủ điều kiện là điện, đường, trường, trạm. Liên kết vùng rất là thuận tiện. Đường Nguyễn Văn Cừ, đường cao tốc lớn quốc lộ 5, quốc lộ 1 nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn và sân bay Nội Bài. Cách Vinhomes Riverside 4 km, khu đô thị Việt Hưng 3 km, gần siêu thị Bixi Long Biên, siêu thị MediaMark Long Biên và đại siêu thị Aeon Long Biên. Các trường tiểu học Thượng Thanh, trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt khoảng 800 m, trường trung học phổ thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring khoảng 3 km, cách bệnh viện Đa khoa Đức Giang khoảng 1.5 km, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 2.2 km, bệnh viện Đa khoa Hải Nhai 4 km, cách bệnh viện 108, bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô khoảng 5 km. Các tiện ích đẳng cấp là đầu tiên về thiết kế là có 4 tòa tháp kết cấu 2 tòa chữ H khép kín, thì dẫn đến là 100% căn hộ đều nhận ánh sáng và gió tự nhiên, tối ưu kiểm soát an ninh cùng hệ thống 40 tiện ích đa dạng. Mơ ước về một căn nhà ấm cúng tiện nghi, không còn quá xa vời, mọi tiện ích hiện đại nằm trong tầm tay để cư dân tận hưởng nguồn sống thịnh vượng. Đây là các tiện ích của dự án. Thì cái này nhìn nó không được rõ lắm thì các bạn có thể xem ở trên cái file chuyên link các tiện ích. Thì tôi xin điểm qua một số tiện ích. Như đầu tiên là hệ thống báo cháy, chữa cháy căn hộ và thương mại ở tầng hầm. Đây là số 1, đó là thứ hai là hệ thống hút khói hành lang. Thứ ba là quản lý và đậu xe tầng hầm. Thứ tư là bể xử lý nước thải hiện đại. Thứ năm là máy phát điện dự phòng. Thứ sáu là hệ thống quản lý và điều khiển trung tâm thông tin liên lạc. Thứ bảy là hệ thống camera an ninh. Tiện ích của dự án thì là trung tâm thương mại dịch vụ sầm uất, diện tích thương mại nhà trẻ cộng đồng tầng 1 là bao gồm là diện tích là 6.756 m², hàng loạt các cửa hàng sang trọng đem đến sự lựa chọn linh hoạt. Quảng trường trung tâm là rộng rãi riêng biệt, mật độ cây xanh cao, là nơi vui chơi sinh hoạt cộng đồng lý tưởng cho cư dân. Đây là cái hình ảnh về quảng trường sau này của dự án. Về cảnh quan của dự án thì diện tích cây xanh cảnh quan là 2.900 m², không gian thoáng đãng trong lành. Hệ thống bể bơi ngoài trời kết hợp cà phê vừa nướng BBQ mang đến không gian giải trí năng động, đem lại những phút giây vui vẻ sảng khoái. Khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em mang đến là các hoạt động phong phú giúp trẻ phát triển thể chất. Chuỗi 40 tiện ích hiện đại đầy đủ giúp cư dân Hà Nội hôm nay được tận hưởng cuộc sống lý tưởng hơn cả mong đợi, mọi nhu cầu được đáp ứng. Bãi đỗ xe gồm có 2 tầng hầm gửi xe rộng 25.060 m², mang đến là đảm bảo chỗ để xe cho toàn bộ cư dân tòa nhà và khu thương mại dịch vụ. Hệ thống an ninh được kiểm soát tối ưu và triệt để, hệ thống phòng cháy chữa cháy ưu việt. Đặc điểm ở đây là vị trí đây rất là cạnh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Long Biên, đảm bảo cho cư dân một cuộc sống an toàn. Điểm nhấn tiện ích khu vực là cạnh công viên hồ điều hòa 20 ha, mang đến hưởng trọn bầu không khí điều hòa trong lành và không gian xanh mát. Đây thực sự là chốn yên bình, giúp các cư dân ôm trọn yêu thương, tận hưởng cuộc sống tiện nghi, tích cực, hiện đại mà vẫn trong lành.
Đây là mặt bằng tổng thể của dự án. Tầng hầm gồm có 2 tầng với diện tích là 25.060 m2. Tầng 1 là khu trung tâm thương mại và dịch vụ, sảnh chung cư, khu sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 2 lên tầng 18 là cung cấp 1.224 căn hộ. Chung cư tiện nghi có diện tích thông thủy là từ 58 cho 9 đến 95 m2. Thiết kế là 2 ngủ cho đến 3 phòng ngủ. Đây là tòa CT1A, CT1B, đây là tòa CT2A, CT2B. Điểm mạnh nổi bật trong thiết kế căn hộ là tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, nới rộng tầm nhìn ra các khu tiện ích, đường nét thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế. 100% căn hộ ở đây đều được thiết kế có lô ra theo kiến trúc vi khí hậu, được tiết kiệm, giúp tiết kiệm năng lượng, luôn nhận được gió và ánh sáng tự nhiên từ mọi căn phòng. Đây là cơ cấu căn hộ điển hình từ tầng 2 cho đến tầng 18. Đây là mặt bằng của tòa CT1. Đây là CT1 thì gồm có hai đơn nguyên là CT1A và CT1B. Cái hướng nhìn ra chỗ công viên cây xanh đằng này thì là hướng Tây Nam, nhìn ra chỗ thì ra phía bên sông Hồng và bên Hà Nội. Còn cái phía nhìn vào cái khu cầu chui, đây là hướng cầu chui đằng này thì sẽ nhìn ra là hướng Đông Bắc, nhìn vào khu quảng trường và nhìn vào tòa CT2. Đây là đường Nguyễn Văn Cử thì là hướng Đông Nam. Mặt này là mặt Nguyễn Văn Cử. Còn mặt Tây Bắc bên này thì sẽ nhìn ra hướng công viên Hồ Điều Hòa 20 ha. Cơ cấu căn hộ điển hình từ tầng 2 đến tầng 18 thì là tòa tháp CT1 gồm 2 đơn nguyên CT1A và CT1B. Tổng số căn hộ là 612 căn trên một tòa. Số căn hộ trên một mặt sàn là 18 căn trên một sàn. Diện tích thông thủy là từ 58,21 cho đến 94,52 m2. Có từ 2 phòng ngủ cho đến 3 phòng ngủ. Đây là mặt bằng điển hình của tòa CT1 đấy ạ. Tất cả các căn hộ đều có ánh sáng. Đây là một số hình ảnh thiết kế căn hộ điển hình. Như đây căn hộ này là căn hộ 92,42 m2, căn hộ 3 ngủ. Đây là một số hình ảnh về các thiết kế của căn hộ thì các bạn có thể xem ở trên Fashioning nó rõ hơn. Đây là căn hộ 3 ngủ mà diện tích 78 m2. Về nội thất bàn giao ở đây thì là nội thất bàn giao đấy là cơ bản gồm có sàn, tường, trần, cửa đi chính, sàn. Thì những cái vấn đề về cái chất lượng, đầu tiên là sàn thì là sẽ ở khu vực sảnh thì sẽ là sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu 12 mm chống ẩm, bề mặt chịu nước. Những cái nội thất bàn giao này các bạn có thể xem ở trên Fashioning. Hầu hết là nội thất cơ bản ở đây thì bao gồm có trần bả thạch cao rồi tường, thiết bị nhà vệ sinh, có những thiết bị rời sau này khách hàng về sẽ tự hoàn thiện. Ở trên Fashioning ghi rất rõ các vấn đề về bàn giao, các chất lượng của từng sản phẩm một. Về tiến độ thanh toán ở đây rất là linh hoạt, tiến độ là sẽ chia làm 6 đợt. Bắt đầu khi khách hàng mua, đầu tiên là sẽ đặt cọc là 50 triệu, sau đó là đợt 1 là ký hợp đồng mua bán và đóng 30%, đã bao gồm 50 triệu đặt cọc. Đợt 2 là trong vòng 7 ngày kể từ khi đóng xong, đổ xong sàn tầng 4 là sẽ đóng thêm 10%. Đợt 3 là trong vòng 7 ngày khi đổ xong sàn tầng 9. Đợt 4 là trong vòng 7 ngày khi đổ xong sàn tầng 14. Và đợt 5 là trong vòng 7 ngày khi dự án cất nóc. Đợt 6 là bàn giao căn hộ là đóng 25%. Đợt cuối cùng là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho căn hộ thì sẽ đóng thêm 5%, tổng cộng là 100%. Về pháp lý, tất cả mọi cái, đầu tiên là giấy phép xây dựng, thứ hai là hợp đồng mua bán mẫu, thứ ba là bảo lãnh của ngân hàng bảo việt, thứ tư là biên bản nghiệm thu móng, và thứ năm là văn bản đủ điều kiện kinh doanh nhà hình ảnh trong tương lai, thứ sáu là giấy phép quy hoạch và thứ bảy là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giấy phép xây dựng đấy ạ. Bên này là giấy phép xây dựng, còn bên này là giấy phép quy hoạch đã có dấu của nhà nước. Đây, bên này là cam kết phát hành bảo lãnh của ngân hàng bảo việt. Còn hình ảnh bên này là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất 2023. Còn đây là biên bản nghiệm thu móng.
và đã được phê duyệt của nhà nước. Còn đây là văn bản đủ điều kiện để mở bán. Sau đây tôi xin giới thiệu cái bản so sánh một số dự án trong khu vực quận Long Biên. Thứ nhất là dự án Việt Hưng Green Park, CT15 Việt Hưng, nằm ở khu đô thị Việt Hưng, xa trung tâm hơn so với Hà Nội. Hà Nội Không Gian 3 km, diện tích là từ 68m cho đến 120m. Chủ yếu ở cái dự án này là diện tích lớn mà bán giao thô, cũng có giá là từ 18 triệu cho đến 21 triệu trên 1m2. Hiện tại bây giờ cũng đã bán hết và đang bán ra. Dự án thứ hai là Valencia Garden, vị trí ở CT19B Eco City Việt Hưng, CT21B, vị trí xa trung tâm hơn so với Hà Nội Không Đen là 3 km, diện tích là từ 62 cho đến 90m2, bàn giao nội thất cơ bản có giá là từ 24 cho đến 30 triệu trên 1m2, đã bán hết, đã bàn giao Valencia không có bể bơi. Thứ ba là Eco Phúc Lợi, vị trí xa trung tâm hơn so với Hà Nội Không Đen là 8 km, diện tích là từ 45,4m cho đến 107,8m, bàn giao cơ bản giá từ 17 triệu cho đến 20 triệu trên 1m2, cũng đã hết hàng. Thứ tư là dự án 18 Ngọc Lâm, vị trí là nằm ở ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, diện tích là từ 77 cho đến 112m, bàn giao đầy đủ, giá bán ở đây cũng không hề rẻ, từ 28 cho đến 33 triệu trên 1m2, còn rất là ít hàng, dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2018. Các khu đô thị đã bàn giao trước đó trên trục đường Nguyễn Văn Cừ cách dự án 1 km, khu đô thị Lotus Lakeview Gia Thụy, tòa H1 và H2 có giá từ 26 cho đến 29 triệu trên 1m2, bàn giao từ năm 2015. Chung cư Bellevue Long Biên, diện tích rất lớn, giá là từ 29 cho đến 32 triệu trên 1m2, bàn giao vào từ năm 2016. Những lý do nhất định để mà phải sở hữu một căn hộ ở dự án Hà Nội Không Đen, đầu tiên là vị trí tại nút giao trung tâm lớn nhất của Long Biên, nút giao Cầu Chui, giúp sự kết nối các tuyến giao thông đi nội đô cũng như các tỉnh phía Bắc, Nam và Đông vô cùng thuận lợi. Thứ hai là Hà Nội Không Đen được bao bọc bởi các khu đô thị, thương mại, khu vui chơi giải trí, giáo dục, y tế lớn tại quận Long Biên. Thứ ba là dự án nằm cạnh trường học và ngay sát khu công viên hồ điều hòa 20 ha. Hệ thống an ninh thì được kiểm soát tối ưu với và triệt để với kết cấu hai tòa nhà hình chữ H, tạo sân trong khép kín, kết hợp với hệ thống phòng cháy chữa cháy ưu việt cạnh phòng cháy cảnh sát quận Long Biên, đảm bảo cho cư dân một cuộc sống an toàn. Tất cả các căn hộ đều được thiết kế có lô gia theo kiến trúc vi khí hậu, giúp tiết kiệm năng lượng, luôn nhận được gió và ánh sáng tự nhiên từ mọi căn phòng. Hai tầng hầm để xe thông minh liên thông luôn đáp ứng nhu cầu để xe của cư dân. Dự án đặt ưu tiên diện tích cho cây xanh và cảnh quan chung, mang đến môi trường sống trong sạch và lý tưởng. Và lý do thứ 8 là diện tích hợp lý, giá trị hợp đồng nhỏ với 40 diện tích cao cấp, phù hợp với những khách hàng, đảm bảo cuộc sống cư dân hơn cả mong đợi. Hiện tại ở đây thì là chính sách của bán hàng của chủ đầu tư thì trước ngày 20 tháng 10 năm 2018 là khi mà khách hàng đặt mua căn hộ 3 phòng ngủ thì sẽ được là tặng luôn một cái tivi trị giá 20 triệu đồng, và khi mà khách hàng mua căn hộ 2 phòng ngủ thì sẽ được chiết khấu là một cái lò vi sóng trị giá 12 triệu đồng. Đó là chính sách bán hàng. Còn giá bán ở đây hiện tại là giá bán dao động khoảng là từ 18 triệu 7 cho đến 22 triệu 100 trên 1m2, tùy theo từng căn, từng tầng và từng hướng. Đấy, em xin kết thúc cái phần trình bày về dự án. Ôi, cảm ơn.